Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Sông Dương Tử, lũ chồng lũ. Kính thưa quý vị khán giả, sông Dương Tử của Trung Quốc đang chứng kiến trận lũ thứ 3 trong năm ở thượng nguồn vào chiều qua, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp lại dâng cao. Theo đài CCTV, vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt tối đa 50.000 mét khối mỗi giây, dự kiến sẽ đạt 60.000 mét khối mỗi giây vào tối cùng ngày. Những cơn mưa xối xả kể từ hôm trước đã tan phá khắp huyện Kiến Thủy, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa đạt gần 180mm. Chính quyền địa phương vào sáng hôm qua đã tăng phản ứng khẩn cấp lũ lụt từ mức cao thứ 2 lên mức cao nhất, cảnh báo rằng mực nước lũ ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể là hơn 560mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trong ngày hôm qua đã ban hành cảnh báo màu xanh về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực khác. Từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay, mưa lớn và dông bão dự kiến sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Trong đó, một số khu vực của An Huy, Giang Tô, Hồ Nam và Hà Bắc sẽ có lượng mưa hàng ngày tới 180mm. Một số khu vực khác lượng mưa hàng giờ hơn 70mm, kèm theo dông bão và gió mạnh. Trung tâm khí tượng khuyên chính quyền địa phương nên cảnh giác với lũ lụt và lở đất có thể xảy ra, khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực nguy hiểm. Trung Quốc có một hệ thống dự báo thời tiết gồm 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 8,4 triệu người ở tỉnh An Huy. Những cơn mưa liên tục đã khiến 1,22 triệu người trong tỉnh phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 34 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ tính đến 11 giờ sáng ngày hôm qua. Theo Ủy ban cứu trợ và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 986.000 ha mùa màng. Thưa các bạn, mưa lũ đã làm cho 12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ ngày hôm qua. 12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá khắp các vùng đất rộng lớn của đất nước. 12 thành phố này nằm bên bờ sông Dương Tử, sông Hoài Hà và sông Sào Hồ, bao gồm thành phố Hợp Phì, Bạng Phụ và Vu Hồ. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy cho hay, ngày hôm qua, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Hà ở An Huy đã vượt trên mức cảnh báo vào mức nước hồ Sào Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Các khu vực phía nam sông Hoài Hà ở An Huy đã được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn tiếp diễn trong 2 ngày tới. Trong một thái cực đối nghịch, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu vàng về nền nhiệt độ cao khi đợt nắng nóng đang bủa vây nhiều vùng trong cả nước. Ngày hôm qua, nhiều vùng của Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Liêu Ninh, Hà Bắc và Tân Cương nóng trên 37 độ C, thậm chí nhiệt độ có thể lên tới 38 đến 39 độ C hoặc hơn 40 độ C. Trung tâm khí tượng quốc gia cảnh báo những người tiếp xúc với nhiệt độ cao nên có biện pháp bảo vệ. Kính thưa quý vị, gần 2 tháng qua, mưa lớn lũ lụt đang tàn phá nhiều nơi, làm cho cuộc sống của biết bao nhiêu người dân ở Trung Quốc đại lục lâm vào cảnh lầm than, màn trời chiếu đất. Chính quyền Trung Quốc quyết định sẽ phân bổ thêm khoảng 118,7 triệu đô la Mỹ cho quỹ cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục ảnh hưởng lũ lụt đang tàn phá. Theo đài truyền hình CCTV, Bộ Tài chính Trung Quốc MOF sẽ dành một quỹ cứu trợ khẩn cấp 830 triệu nhân dân tệ, khoảng 118,7 triệu đô la Mỹ cho 12 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy, những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt năm nay. Khoản cứu trợ sẽ được sử dụng để sửa chữa các cơ sở bảo tồn nước, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và mua nguyên liệu nông nghiệp để sản xuất sau thảm họa. Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố, cho đến nay, Bộ Tài chính đã phân bổ tổng cộng 1,39 tỷ nhân dân tệ, khoảng 194,5 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ lũ lụt và phục hồi sản xuất nông nghiệp. Số liệu mới nhất Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết khoảng 24,85 triệu cư dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 25 khu vực cấp tỉnh trên khắp đại lục kể từ đầu tháng trước, khiến 31 người thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 2 triệu người phải di rời. Theo The Guardian, lũ lụt theo mùa tấn công phần lớn Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Nam, nhưng đặc biệt nghiêm trọng vào mùa hè này.
trong tháng trước, lũ lụt ảnh hưởng chủ yếu tới các vùng phía Nam và nhiều trận mưa lớn tiếp tục đổ bộ vào khu vực trung tâm cũng như phía Đông Trung Quốc những tuần gần đây. Ở một số nơi, ứng phó khẩn cấp việc kiểm soát lũ được nâng lên mức cao nhất. Quy mô của thảm họa được đánh giá là rất lớn khi mực nước của 435 con sông vượt mức báo động kể từ tháng trước và 35 trong số đó ở mức cao kỷ lục, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay. Trong một diễn biến liên quan, sau nhiều ngày mưa lớn tấn công, Trùng Khánh đã hạ mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ mức 4 xuống mức 3 trong thang đo 4 cấp. Sau khi dự báo cho biết không có mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới, mực nước tại trạm thủy văn Quang Gia Ba của sông Hoài ở phía đông tỉnh An Huy đã giảm xuống mức được bảo đảm là 29,3m sau khi nhiều đập xả lũ. Trung Quốc phanh phui vi phạm đê nghiêm trọng ở nhánh sông Dương Tử. Thưa quý vị khán giả, vừa qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc điều tra việc xây dựng trái phép bên trong con đê của một nhánh sông ở hạ lưu sông Dương Tử. Tại đây, 5 nhà hàng và quán bar được xây dựng trái phép bên trong đê trên sông Tần Hoài, huyện Tần Hoài, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Mỗi nhà hàng và quán bar được xây dựng trong các hố sâu khoảng 12m và cao 3m ở phía bên đê, không giáp với mặt nước. Tờ China Daily đưa tin, chính quyền địa phương đã phá hủy tất cả các cửa sổ, cửa ra vào và trang trí của các cơ sở xây dựng trái phép hôm vừa qua để tránh thiệt hại hơn nữa có thể gây ra cho đê, khung bê tông của các tòa nhà được giữ lại. Sông Tần Hoài chảy qua các huyện chính của Nam Kinh là một nhánh của bờ phải hạ lưu sông Dương Tử. Do mưa lớn và dòng chảy lớn từ sông Dương Tử, chính quyền Nam Kinh đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ trên sông Tần Hoài lên mức cao nhất vào đầu tháng này. Theo Bộ Thủy lợi, các chuyên gia đã được phái đến để đánh giá thiệt hại của con đê. Bất kỳ người vi phạm các quy định quản lý sông của Trung Quốc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, chính quyền quận Giang Ninh cho biết trên trang web của mình. Các nhà hàng quán bar này đã hoạt động ít nhất 6 năm sau khi thuê khoảng 3.500m2 ở chân đê của công ty xây dựng đô thị Giang Ninh. Mỗi nhà hàng đã trả gần 500.000 nhân dân tệ, tương đương 71.400 đô la Mỹ cho công ty mỗi năm. Công ty đã cố gắng lấy lại địa điểm nhưng không đạt được thỏa thuận với các chủ nhà hàng. Công ty này biết các công trình xây dựng là bất hợp pháp bởi chúng có thể đã có tác động đến sự vững chắc của đê vì đôi khi nước rỉ ra từ các bức tường. Một số phương tiện truyền thông địa phương của Nam Kinh đã báo cáo các công trình xây dựng trái phép, nhưng tại thời điểm đó, công ty xây dựng đô thị Giang Ninh chỉ hứa hẹn sẽ đình chỉ hoạt động. Theo quy định quản lý sông ngòi và đê điều của Trung Quốc, nhà và đường không được phép xây dựng ở một số khu vực xung quanh đê. Ngay cả việc xây dựng các cây cầu cũng cần được chính quyền phê duyệt để đảm bảo an toàn cho đê. Trong khi đó, miền Nam Trung Quốc đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ. Lũ lớn trên sông Dương Tử khiến đập Tam Hiệp phải xả lũ lần thứ 3 trong năm. Nhiều đoạn đê bao đã bị vỡ trong mùa lũ này. Trong vụ vi phạm đê nghiêm trọng ở nhánh sông Dương Tử, có 9 quan chức Trung Quốc đã bị trừng phạt. 9 quan chức Trung Quốc liên quan đến việc xây dựng trái phép một số nhà hàng và quán bar bên trong đê trên sông Tần Hoài, huyện Tần Hoài, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã bị cách chức, phạt hành chính và bị kỷ luật đảng. China Daily dẫn nguồn tin của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Nam Kinh cho biết, Su Xixin, Chủ tịch và Bí thư Đảng ủy Công ty xây dựng đô thị Giang Ninh, công ty thuộc sở hữu nhà nước liên quan đến việc xây dựng trái phép các nhà hàng và quán bar này, đã bị cách chức khỏi cả hai chức vụ và bị cảnh cáo kỷ luật đảng. Hai quan chức khác trong nhóm bao gồm Tổng Giám đốc Kheo Yong-hae và Phó Tổng Giám đốc Gi Li-hua đã bị cảnh cáo kỷ luật đảng nghiêm khắc. 6 quan chức khác làm việc tại văn phòng thủy lợi địa phương cũng bị trừng phạt vì không giám sát an toàn đê điều. Hôm vừa qua, chính quyền huyện Giang Ninh đã phá dỡ 5 nhà hàng và quán bar được xây dựng bên trong con đê trên sông Tần Hoài. Một số phương tiện truyền thông địa phương của Nam Kinh đã báo cáo các công trình xây dựng trái phép vào đầu năm 2014. Mỗi nhà hàng và quán bar được xây dựng trong các hố sâu khoảng 12m và cao 3m ở phía bên đê không giáp với mặt nước. Sông Tần Hoài chảy qua các huyện chính của Nam Kinh là một nhánh của bờ phải hạ lưu sông Dương Tử. Do mưa lớn và dòng chảy lớn từ sông Dương Tử, chính quyền Nam Kinh đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt trên sông Tần Hoài lên mức cao nhất vào đầu tháng này. Chúng tôi đang làm theo lời khuyên của các chuyên gia để lấp đầy các lỗ hổng bên trong đê. Trang Minh, nhân viên công ty xây dựng đô thị Giang Ninh cho biết, công ty và chính quyền thành phố đã tham khảo ý kiến các chuyên gia về sự an toàn của đê ngay sau khi sự cố được báo chí đưa tin vào cuối tuần.
Theo Trang, các lỗ hổng đã được lấp đầy và con đê gần như đã được khôi phục lại hình dáng ban đầu. Các nhà hàng và quán bar đã hoạt động ít nhất 6 năm, mỗi nhà hàng đã trả gần 500.000 nhân dân tệ, khoảng 71.400 đô la Mỹ mỗi năm cho công ty xây dựng đô thị Giang Ninh. Theo quy định quản lý sông ngòi và đê điều của Trung Quốc, nhà và đường không được phép xây dựng ở một số khu vực xung quanh đê, ngay cả việc xây cầu cũng cần được chính quyền phê duyệt để đảm bảo an toàn cho đê. Trong khi đó, miền Nam Trung Quốc đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ. Lũ lớn trên sông Dương Tử khiến đập Tam Hiệp phải xả lũ lần thứ 3 trong năm. Nhiều đoạn đê bao đã bị vỡ trong mùa lũ này. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!